Minasan konbanwa, Haru no mama desu. Xin chào tất cả mọi người, mình là mẹ của Haru đây. Hôm nay mình xin giới thiệu với tất cả mọi người về ba cái loại kem dưỡng mắt mà rất là giá rẻ, giá bình dân mà lại vô cùng hiệu quả. Như mọi người đã biết ý, thì là cái vùng da mắt này là cái vùng da mỏng nhất ở trên khuôn mặt. Thế nên là nó rất là dễ hình thành nên là nám này, sạm, tàn nhang hay là bị chảy xệ. Thế khiến cho đôi mắt của chúng ta nó đã lộ ra cái độ tuổi thật của chúng ta. Thế nên là rất là nhiều người lo lắng đúng không ạ? Thâm quầng mắt thì cũng có rất là nhiều loại khác nhau. Thế nên là sau đó thì nó sẽ có những cách chăm sóc mắt khác nhau. Thế ví dụ như là mắt thâm quầng có màu sạm đen này ở dưới vùng mọng mắt này nó có màu thâm đen ấy thì là do dưới vùng da dưới mắt này nó bị chảy xệ, thực là cái vùng thâm mắt ở dưới này nó có màu hơi màu ngả xanh xanh ấy, đấy là do cái mạch máu này này, cái lưu thông máu ở dưới vùng mắt này nó không được tốt. Hoặc là cách có một loại thâm quầng nữa, đấy là thâm quầng nó màu hơi vàng vàng ấy, thì đấy là do như là mọi người bị rụi mắt nhiều quá hoặc là mọi người gãi rụi nhiều quá ấy, nên là nó hình thành nên cái thâm quầng nó màu hơi vàng vàng. Và có rất là nhiều người cứ nghĩ là dùng cái kem mắt nào thật là đắt ý, thì nó sẽ càng đắt thì nó càng hiệu quả cao. Thế nhưng mà thực sự nó không phải là như vậy đâu mọi người ạ. Kem mắt ở Nhật ý, thì có rất là nhiều loại, cũng có loại đắt, có loại rẻ. Thế nhưng mà hôm nay mình đã tìm được ra ba cái loại kem mắt rất là rẻ, giá bình dân cho mọi người, ai cũng có thể dùng được, học sinh, sinh viên đều có thể dùng được. Và đặc biệt là nó rất là hiệu quả. Mọi người cùng xem đến cuối video nhé. Đầu tiên đấy là kem mắt của Sezano. Nhắc đến cái công ty Sezano ấy thì mọi người thường biết đến cái thường biết đến những cái sản phẩm như là phấn mắt này hay là các loại son. Thế nhưng mà cái công ty Sezano này ấy, nó đã mới sản xuất ra loại kem mắt này. Cái kem mắt của cái công ty Sezano này ấy, mình thấy rất là tốt ở cái điểm là cái nó có chứa thành phần retinol. Nó là một cái hợp chất, nó là một dạng hợp chất của vitamin A ấy, nên là nó có cái tác dụng là chống lão hóa, cải thiện nếp nhăn. Cái retinol này ấy, thì nó vừa có tác dụng là tấn công, vừa có tác dụng là bảo vệ. Cái tác dụng tấn công của nó ấy, thì nó có hiệu quả rất là cao. Thế nên là khi mà bôi vào ấy thì nó sẽ có cảm giác rất là bị nó sẽ làm cho da bị mẩn đỏ này, hoặc là có cảm giác hơi đau rát. Thế nhưng mà cái retinol ở trong cái kem mắt này ấy, thì nó lại là một dạng của, như theo như trong này thì mình có thấy là nó có viết là nó là một dạng acid palmitic. Nó là một dạng axit béo có chức năng bảo vệ da, kích thích sản sinh collagen và tăng khả năng tái tạo tế bào, giúp giảm nếp nhăn. Nó còn có khả năng là giúp cấp ẩm cho làn da căng mướt trở lại. Nên là em nó rất là tốt cho những ai mà bị vết chân chim do da khô hoặc là do da bị lão hóa. Mà giá của em nó lại quá rẻ, chưa đến 300.000 Việt Nam đồng. Thế nên là mọi người đừng có quá là tiết kiệm, mà hãy bôi một cái lượng vừa đủ lên mắt để cho đạt hiệu quả cao nhất nhé. Và cái kem mắt thứ hai mà mình muốn giới thiệu với mọi người đấy là kem mắt của Sana. Mọi người hay gọi là kem mắt Sana ấy. Nó có cái tên gọi đầy đủ là Toneo Infrabone Eye Cream. Đây là, hay là mọi người gọi là kem vàng hay là kem Sana. Và trong cái kem mắt này thì nó cũng giống như cái kem mắt của Sezano, nó là chứa acid palmitic, một loại retinol dẫn xuất vitamin A. Cộng thêm ở đây nữa, cộng thêm ở trong cái bảng thành phần này nó có chứa là, nó có ghi là chứa pure retinol, tạm dịch nó là retinol sạch đi, hay là retinol tinh khiết, nên là nó có tác dụng là vừa tấn công và vừa bảo vệ cho da, và nó sẽ có tác dụng nhanh hơn cái kem mắt của Sezano lúc nãy. Thêm nữa nó còn chứa thành phần của cái dẫn xuất vitamin E, giúp cho quá trình trao đổi máu ở da nó được tốt hơn. Trao đổi máu mà kém ấy thì nó sẽ dẫn đến những cái các cái vết thâm quầng màu đen hay là màu xanh. Ngoài ra thì cái em này thì nó có chứa cái thành phần là ceramid nhân tạo. Dù là cái lượng rất là nhỏ thôi, thế nhưng mà nó vẫn có cái hiệu quả, có tác dụng là giữ ẩm hiệu quả cho da và giúp da căng mịn hơn. Nên là những cái vết chân chim mà bị hình thành do là da khô hay là do lão hóa ấy, thì rất là đáng được kỳ vọng ở em này. Và cái kem mắt thứ ba mà mình muốn giới thiệu với mọi người đấy là cái kem này.
Đây là em này. Rất là quen thuộc với người Việt Nam mình đúng không? Mình thấy rất là nhiều người dùng. À, cái kem mắt này là cái Whitening Eye Cream Placenta. Cái kem mắt này nó đứng thứ 3 của Cosme năm 2019 và nó đã đạt cái mốc là 500 vạn, tức là 5 triệu tuýp đã được bán ra ở trên thị trường. Cái placenta này nó có nghĩa là tác dụng từ nhau thai ấy mọi người. Nhau thai là cơ quan cung cấp dưỡng chất từ mẹ đến thai nhi, nên là nó chứa rất là nhiều dưỡng chất phong phú, giúp sản sinh collagen và elastin, thúc đẩy quá trình tái tạo làn da, loại bỏ melanin gây nếp nhăn ở da. Nói đến cái kem này ấy, thì nó có cái tác dụng là cả làm cải thiện nếp nhăn cho da rất là nhiều. Nhưng mà cái kem này nó cũng có cái tác dụng là làm mờ cái vết nám hay là vết thâm quầng ở mắt nữa. Nên là mình đã chọn sản phẩm này là sản phẩm cuối cùng để giới thiệu cho mọi người. Cuối nữa là em này nó còn có tác dụng là nó có chứa thành phần là dẫn xuất vitamin E giúp thúc đẩy quá trình trao đổi máu và làm ngăn chặn các cái vết thâm quầng ở mắt. Ngoài ra ấy, thì nó còn chứa cả collagen và các cái chất dưỡng cho da ấy. Thế nên là thực sự em này rất là đáng đồng tiền bát gạo đấy mọi người. Cách thoa kem thì cũng đơn giản thôi mọi người ạ. Mọi người chỉ cần lấy lượng kem vừa đủ lên cái ngón áp út này này. Xong sau đấy mình sẽ bôi lên mọng mắt dưới và cả mọng mắt trên mọi người nhé. Mọi người đừng quên mọng mắt trên nữa. Đấy, thế xong là sẽ lấy cái tay còn lại kéo cao cái đuôi mắt lên. Bạn chỉ cần kéo nhẹ thôi nhé, đừng kéo mạnh quá. Xong sau đấy sẽ chấm rất là nhẹ nhàng. Kéo, chấm rồi kéo rất nhẹ nhàng lên trên về phần phía đuôi mắt và cả mọng mắt trên nữa mọi người nhé. Mọi người đừng quên đấy. Đấy, chỉ cần chấm nhẹ nhàng như này thôi. Xong kéo nhẹ nhàng lên trên, mọi người đừng kéo mạnh quá, sẽ làm cho da bị chảy xệ đấy. Đấy, mọi người có thấy mắt mình to hơn một tí không? Massage cho em mắt là mắt nó cũng thoải mái hơn đấy. Sau đấy sẽ bôi lên mắt còn lại nữa thôi là xong. Vậy là hôm nay mình đã giới thiệu với mọi người về ba loại kem mắt rất là có hiệu quả và đặc biệt nó rẻ và giá rất là bình dân, phù hợp với túi tiền của người Việt Nam mình. Nếu mọi người thấy thích video này thì hãy nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình và đón nhận những video tiếp theo nhé. Sayonara. Nếu mọi người thấy video này hữu ích thì hãy nhấn like và đăng ký kênh cho để ủng hộ cho gia đình mình và đón nhận những video tiếp theo nhé. Bye bye. Sayonara.